Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Thành đô Vlog. Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành đô Vlog thì vui lòng ủng hộ kênh Thành đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Like và chia sẻ video để nhận được các video mới nhất từ kênh Thành đô Vlog. Đó bây giờ mời các em mở sách và bài tập tiếng Việt lớp 2, tập 1, tuần 3, trang 12. Chính tả. Đầu tiên mời các em làm bài tập số 1. Chọn chữ trong ngoặc đơn. Điền vào chỗ trống A nhỏ Trong hoặc đơn Chúng ta có Hai chữ là ngờ Nghiêng Thì đây các em điền vào Chỗ trống thứ nhất Là từ nghiêng Chúng ta có từ nghiêng ngã Các em điền vào chỗ trống thứ hai Là từ ngờ Chúng ta được từ nghi ngờ. Nghi ngờ một người nào đó, không tin tưởng thì người ta gọi là nghi ngờ. B nhỏ. Ngon, nghe. Rồi, ở đây chỗ trống thứ nhất và chỗ trống thứ hai, các em điền từ gì? Các em có thể bấm tạm dừng video để các em điền ra giấy nháp. Sau khi điền xong, các em bấm tiếp tục video để các em theo dõi xem mình làm có đúng hay không nhá. Đó bây giờ mời các em theo dõi trên màn hình. Các em điền từ nghe, chúng ta được từ nghe ngóng. Chỗ trống thứ hai các em điền từ ngon, chúng ta được từ ngon ngọt. Ngon ngọt, nghe ngóng, nghe ngóng tin tức, ngon ngọt lời ngon ngọt hay là quả ngon ngọt. Rồi tiếp theo mời các em sang bài tập số 2. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống. A nhỏ. Chở trò. Chỗ trống thứ nhất và chỗ trống thứ hai, các em điền như thế nào? Các em có thể bấm tạm dừng video nha để các em thử điền ra giấy nhép xem sau khi điền xong các em bấm tiếp tục video các em so sánh xem mình làm có đúng hay không nhá rồi bây giờ mà các em tiếp tục theo dõi trên màn hình chỗ trống thứ nhất các em điền từ trò chúng ta được từ trò chuyện chỗ trống thứ hai các em điền từ chở chúng ta được từ che chở che chở cho một ai đó trò chuyện trò chuyện với người nào đó. Tiếp theo là trắng trăm. Chỗ trống thứ nhất, kem điền từ trắng, chúng ta được từ trắng tinh, trang giấy trắng tinh, chiếc áo trắng tinh. Chỗ trống thứ hai, kem điền từ trăm, chúng ta được từ chăm chỉ, chăm chỉ học hành, chăm chỉ làm việc. Tiếp theo các em sang B nhỏ Gỗ Gỗ Chỗ trống thứ nhất Và chỗ trống thứ hai Các em có thể bấm tạm dừng video Rồi đáp án của các em là gì Các em có thể comment ở bên dưới video nha Ở đây chúng ta có cây gỗ Cây gỗ Ai cũng biết cây gỗ rồi Gây gỗ gây gỗ với một người nào đó gây gỗ đánh nhau rồi tiếp theo là từ mỡ Mỡ chỗ trống thứ nhất chỗ trống thứ hai đáp án của các em là gì ở đây các em có thể bấm tạm dừng video nha rồi bây giờ mời các em so sánh đáp án của mình chỗ trống thứ nhất các em điền từ mỡ chúng ta được từ màu mỡ đất đai màu mỡ phì nhiêu màu mỡ đất đai phì nhiêu màu mỡ chỗ trống thứ hai các em điền từ mở chúng ta được từ cửa mở đó như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video và đừng quên ủng hộ kênh thành đô vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông like và chia sẻ video để nhận được các video mới nhất từ kênh thành đô vlog rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp